Miss International Queen, tường san diện áo dài, bê ấn tiếng Thái trên truyền hình đại diện của Việt Nam tại Miss International Queen 2024. Nguyễn Tường San đang là cái tên được các fan sắc đẹp đổ dồn mọi sự quan tâm khi cô đang chinh chiến tại Thái Lan. Hiện Tường San đang là thí sinh được đánh giá cao cho ngôi vị Hoa hậu. Sáng 19 tháng 8, 24 thí sinh Hoa hậu chuyển giới quốc tế, Miss International Queen 2024 đã trả lời phỏng vấn đài truyền hình CH3 Thái Lan. Đại diện Việt Nam Nguyễn Tường San duyên dáng trong áo dài hồng, hô tên đất nước, khoe vẻ đẹp trong trẻo với tóc thả dài và trang điểm nhẹ. Cô giới thiệu bản thân, sau đó chia sẻ về các phần thi phụ đang tạo hiệu ứng tốt trên mạng xã hội. Trên sóng truyền hình, Tường San còn hát lại một đoạn trong ca khúc Okenaka, phần trình diễn từng giúp cô giành giải ba vòng người đẹp tài năng, hôm 18 tháng 8. MC và các thí sinh tán thưởng, dành cho cô nhiều lời khen. Video Tường San trả lời truyền thông và hát tiếng Thái được fan đăng tải nhiều, trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng triệu view. Nhiều bình luận khen cô tự tin trong giao tiếp. Tường San cho biết mong muốn làm điều đặc biệt gửi tặng khán giả Việt Nam, Thái Lan và toàn thế giới. Cô chia sẻ, tôi chỉ vừa học tiếng Thái trong thời gian ngắn, và đó là cách thể hiện tình yêu dành cho Thái Lan. Cô tự tin hát chay ca khúc và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt. Tường San chia sẻ cô học tiếng Thái vài tháng trước khi tham gia cuộc thi. Cô thường phải phân bổ thời gian trong tuần, học xen kẽ cùng tiếng Anh và các kỹ năng khác như catwalk, ứng xử. Hơn một tuần qua, người đẹp chuyển giới Việt Nam được fan trong nước và quốc tế nhận xét nhập cuộc tốt. Ngày 18 tháng 8, chuyên trang sắc đẹp Sass Factor đưa ra bảng dự đoán về thí sinh nổi bật tại cuộc thi, xếp Tường San ở vị trí thứ 5 sau các thí sinh đến từ Mỹ, Philippines, Venezuela và Thái Lan. Một số video của Tường San còn lọt vào xu hướng, được khán giả nước chủ nhà quan tâm. Tường San đến Thái Lan từ ngày 8 tháng 8 đến nay, trải qua các hoạt động như nhận Sass, chụp ảnh, thuyết trình chủ đề bình đẳng giới, trình diễn trang phục dân tộc. Cô tên khai sinh là Nguyễn Hoàng Bảo Phúc, 19 tuổi, quê Khánh Hòa, cao 1,79m. Bảo Phúc chuyển giới vào cuối 2022, lấy nghệ danh Tường San để hoạt động. Cô thi Miss International Queen Việt Nam một năm sau đó, đoạt vị trí Á hậu 1. Gần một năm qua, cô hoạt động ở làng mốt, từng được nhiều nhà thiết kế chọn trình diễn bộ sưu tập. Tường San của Việt Nam hiện đang được đánh giá rất cao tại Miss International Queen 2024. Mới đây, chuyên trang sắc đẹp Sass Factor đưa ra bảng dự đoán đánh giá loạt thí sinh nổi bật tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2024. Trong bảng xếp hạng dự đoán của chuyên trang sắc đẹp này, đại diện Mỹ được dự đoán đăng quang. Xếp sau đại diện Mỹ, các thí sinh được Sass Factor dự đoán góp mặt trong top 5 gồm Philippines, Venezuela, Thái Lan và Việt Nam. Cô gái 19 tuổi đã hoàn thành xuất sắc hai phần thi quan trọng. Tại phần thi trang phục dân tộc, Tường San vào vai cậu bé chăn trâu với áo bà ba, khăn rằn. Cô nhảy chân sáo, đến giữa sân khấu thì thực hiện màn thay đổi trang phục, lột xác thành mỹ nhân duyên dáng trong chiếc váy yếm. Màn trình diễn tự tin của đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2024 ngay sau đó đã nhận được nhiều lời khen ngợi của dàn sao Việt và cộng đồng yêu nhan sắc. Thành tích tốt nhất của giải Sass Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp này chính là chiếc vương miện do Hương Giang xác lập tại năm 2018. Các đàn chị như Đỗ Nhật Hà, Hoài Sa, Chân Đài, Diệu Thảo cũng góp phần duy trì chuỗi in top trong suốt nhiều năm qua. Miss International Queen tổ chức ở Thái Lan từ năm 2004 là một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới dành cho người chuyển giới. Ở mùa thứ 18, đương kim Hoa hậu Solange Dekker, Hà Lan, sẽ trao lại vương miện cho chiến thắng tại chung kết ngày 24 tháng 8.